Trước giờ con đi tán gái là con đều gửi hình đó cho em con, là coi xem được không, xinh không. Thế là em con nói ra nè. Bảo được, dễ thương. Thế là con cua. Lần đầu là đi đâu? Dạ đi du quán nhậu. Dạ đi du quán nhậu. Ở đấy con nghe có nhiều người ta nói bảo hai đứa mù mà lấy nhau thì làm được gì cho đời. Thế con nghe con cũng cáu, con bảo thế thì mình phải lấy luôn để mình làm gì cho người ta biết. Đấy là con được nhận học bổng của Đại học Remit. Giỏi quá. Xong rồi mừng quá, thế là mình tìm cách chén luôn. Chén luôn. Rồi đó mình cả bộ là à, hôm nay bị đau bụng quá rồi, thế là kêu ở lại qua đêm chơi. Rồi từ từ nha. Rồi khoan, rồi ngồi xuống, từ từ ngồi xuống. Đây. Đây, cởi cúc áo ra cho nó khỏe nè. Trước hết là cho anh Thuận thay mặt cho chương trình gửi một cái lời cảm ơn trân trọng đến hai vợ chồng đã đến đây tham dự chương trình. Kính thưa quý vị, đây là hai vợ chồng đều là khiếm thị, hôm nay đến với chương trình vì muốn chia sẻ câu chuyện tình yêu hôn nhân đến với chương trình này. Trước tiên xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và tất cả khán giả đang coi chương trình. Con là Nguyễn Minh Hải, năm nay 28 tuổi, là một người khiếm thị hoàn toàn và hiện tại đang làm công việc kinh doanh một spa massage khiếm thị để tạo công ăn việc làm cho các bạn khiếm thị ở số 3A đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Rồi mời cô vợ. Con xin chào cô Hồng Vân ạ, chào chú Quốc Hận và tất cả khán giả của chương trình Vợ Chồng Son ạ. Con tên là Bùi Thị Dung, năm nay con 30 tuổi, thì hiện tại con đang làm kinh doanh chung với chồng ạ. Cơ duyên nào mà hai bạn lại gặp nhau, rồi lại nảy nở tình yêu, rồi bây giờ lại là vợ là chồng? Đầu tiên hồi đó là năm 2017, lúc đó thì con mới đang học lớp 12 thôi, vợ con đang đăng bài gì trên Facebook ấy, thế là có số điện thoại. Thế lúc ấy con cũng rảnh, gọi điện thấy nói chuyện cũng dễ thương, tối về nhắn tin làm quen. Vợ con đăng bài trên Facebook thì làm sao con biết được? Bọn con bị khiếm thị ấy, nhưng mà bây giờ công nghệ nó phát triển ấy, gần như là tất cả các ứng dụng mạng xã hội nó đều có thể hỗ trợ bọn con sử dụng thông qua một cái ứng dụng gọi là trình đọc màn hình. Còn bọn con thì chỉ cần vuốt và nghe và tương tác mọi công việc giống như mọi người. Thì lúc đấy là đi đăng tuyển mấy cộng tác viên đi bán hàng, thì tại lúc đấy bạn vợ đi bán hàng đang thấp. Lúc đấy thì lúc con gọi điện thì con không nói con tên gì, nhưng mà tối về con mình nhắn tin. Con bảo là đấy mình thế thế kia mình xin làm quen. Nói chung là nhắn một cái câu nó xên xúa. Nếu bây giờ không nhớ. Xong rồi bạn cũng đồng ý. Bạn vợ có nhớ cái tin nhắn mà bạn này nhắn cho bạn không? Bạn nhắn cho con là mình có thể làm bạn bè của nhau được không? Dạ, con nói là thì cũng được. Thời gian đó là thì con có nhắn tin, cũng con nói chuyện với nhau. Khi nói chuyện với bạn này thì con cảm thấy là cái bạn này bạn nhỏ hơn con, nhưng mà nói chuyện cảm thấy lớn lắm. Khi nói về những cái lý tưởng là những ước mơ thì cảm thấy là rất là hợp. Tụi con tưởng tượng về nhau như thế nào? Con thì con sâu luôn cô ạ. Con bảo con thì cao 1m8, nặng bao nhiêu? Con tưởng giới thiệu luôn hả? Thế là ông tưởng giới thiệu về mình luôn. Con hình dung về cái cô bé này như thế nào? Dạ thì trước giờ con đi tán gái là con đều gửi hình đó cho em con. Coi xem được không? Xinh không? Thế là em con nói ra nè. Bảo được, dễ thương. Thế là con cua. Con chơi cua luôn. Con nói chuyện được khoảng 8-9 hôm gì đấy. Sau hôm đó vợ con mới gửi một cái bài hát vợ con hát cho con nghe. Con bảo tự dưng gửi bài này sao ta? Xong rồi bảo nghe đi, xong rồi con chắc là muốn tỏ tình với mình. Thế là con biết là nhiều khi phụ nữ đâu dám nói đâu. Thế là con mới bảo là thế thôi, thì mình tự tỏ tình. Thế là con bảo thế thôi, bây giờ mình làm người yêu của nhau đi. Giả bộ ngại, nhưng mà cũng phải sau một lúc con thuyết phục thì cũng giả bộ đây thôi, mình cứ tạm thời tìm hiểu nhau. Thế là sau 10 ngày thì trên danh nghĩa là người yêu của nhau. Con gửi bài hát gì vậy, con còn nhớ không? Con hát thử con nghe coi. Dạ có, con gửi cái bài Love Song của Lương Minh Trang á. Từng câu hát em đêm đến dành cho anh khi người thấy buồn, một bài ca mang trọn yêu thương, một tình yêu gửi gió bay. Hay quá. 10 ngày sau là hẹn gặp nhau. Khoảng 20 ngày thì mới hẹn nhau lần đầu. Lần đầu là đi đâu? Dạ đi du quán nhậu. Dạ đi du quán nhậu. Dung ơi, dạ. Sao Dung lại đồng ý đi hẹn hò ở một cái chỗ mà quán mà nhậu như vậy? Dạ thật sự là lúc đầu là con không có biết, chị nói là đi ăn thôi. Cái lúc mà con tới là kêu hết đồ ăn lên rồi mà toàn là đồ nướng, xong là tới là nguội ngắt, con không ăn được. Con bắt lời, con nói thôi con không ăn nữa. Xong bạn này mới thôi là kêu món khác. Trong lần đầu tiên đi ăn như vậy thì ảnh có nắm tay mình hay không? Dạ có, anh kêu là anh biết coi bói. Em muốn coi bói không, anh coi giùm cho. Trời ơi, ông này cũng răng dạ, mưa dễ sợ. Thực ra anh chả biết gì đâu, nhưng mà kiểu là mình cứ giả bộ mình coi.
Xong rồi mình nắm tay mình rồi nắm tay rồi có nói gì không? Không, mình nắm tay thôi. Con xác định là con cua bạn này một cách nghiêm túc không? Hồi đó ấy, thì con kiểu là cua bạn này cho, nói chung là cua để có bạn gái thôi chứ cũng không có ý định là lấy. Tại vì thực sự lúc đó thì kiểu là gia đình con ấy thì lúc nào cũng muốn là thôi lấy một người vợ sáng mắt đi cho nó tiện. Nhưng mà lúc đấy cua xong rồi kiểu là trải qua nhiều cái cuộc sống khó khăn vất vả cùng nhau, rồi nhờ có bạn nên mình mới quyết định là lấy bạn. Hồi đấy con nghe có nhiều người ta nói bảo hai đứa mù mà lấy nhau thì làm được gì cho đời. Thế con nghe con cũng cáu, con bảo thế thì mình phải lấy luôn để mình làm gì cho người ta biết. Khi nào thì mới xuất hiện nụ hôn đầu tiên? Tức là con có cái timeline cho cái nụ hôn đầu tiên không? Đó. Lúc con học 12 thì con ở trong trường nội trú. Nhưng mà đến khoảng tháng 7 năm 2017 là lúc con học xong 12 rồi. Con đi ra ngoài, con ở lần đầu tiên đi qua nhà trọ con chơi. Thế là con phải có kế hoạch là hôn luôn. Chú này chú làm việc có kế hoạch hết. Vậy thì trước đây quen với các cô kia có kế hoạch không? Dạ không có. Thế hồi mà con quen vợ con hồi đấy đang đi học, xong rồi ở trên lớp có quen một bạn sáng mắt. Con sắp xếp là từ 7 giờ tối đến 8 giờ tối là sẽ nói chuyện với cái bạn ở trên lớp. 8 giờ đến 10 giờ là nói chuyện với bạn người yêu cũ. Còn từ 10 giờ đến 12 giờ nói chuyện với bạn này. Nó không có thời gian uống nước luôn á chị. Nhưng mà chắc là xác định với cô này rất là đặc biệt cho nên là cho dài. Với lại là khuya. Thế thì thời gian tiếp theo là bao lâu thì sẽ phải lên kế hoạch là sẽ phải ăn thịt? Khoảng 4-5 ngày sau là con không đủ đấy, kiểu là con tỏ tình, mua nhẫn, mua đồ ăn các kiểu. Thế tỏ tình sao Dung? Dung kể đi Dung. Dạ bữa đó là có kêu con qua nhà trọ, kêu là qua đây anh nấu ăn cho ăn. Nên anh nấu ăn ngon lắm, thì con cũng có tưởng là thật. Hôm qua thì con nấu cho con cái món là tay heo luộc vậy đó, của bánh tráng với lại món thịt kho. Mà tay heo luộc làm sao mà ăn y chang như cháo vậy luôn á. Thì ngày xưa còn thấy đường thì biết nấu ăn, nhưng mà kiểu bao nhiêu năm rồi mình cũng không nấu. Tay heo về mình phải cạo lại lông heo mà, cạo lại cái lông mà con lông cũng cạo sạch luôn. Ăn rồi vẫn thấy khét. Ôi dồi ôi. Ăn uống xong á thì kêu là thôi em ngồi xuống đây đi, đợi anh một chút. Xong là mới mở cái bài hát My Love lên. Đó, xong là mới nói là thôi giờ em đứng lên, anh có chuyện muốn nói với em. Dạ, mới quỳ xuống. Quỳ xuống xong là cầm cái hộp nhẫn tỏ tình là thôi bây giờ không làm người yêu nữa, làm vợ anh nha. Cầu hôn luôn. Dạ. Wow. Vậy là lần này đã ăn tay heo hầm và tỏ tình. Và tỏ tình. Đó. Rồi bây giờ cái lần sau là như thế nào? Hồi đấy là con được nhận học bổng của Đại học Remit. Giỏi quá. Xong rồi mừng quá, thế là mình tìm cách chén luôn. Chén luôn. Rồi đó mình giả bộ là hôm nay bị đau bụng quá thôi, thế là kêu ở lại qua đêm chơi. Con có biết là mưu toan của anh Hải? Con không biết, con cứ tưởng đau bụng thiệt. Con còn mua thuốc, mua cháo các kiểu qua nữa. Dạ, rồi xong sao? Nói là thôi chắc đêm nay anh ở đây một mình, anh sợ quá, em ở đây chung với anh đi. Chứ lỡ có chuyện gì anh không biết anh gọi ai. Dạ xong con thấy thêm thương thì con cũng ở lại. Mà quá. Lúc đó không biết sao chìa khóa mà cất đâu con tìm ngoài không thấy. Rồi đến cái lúc mà con hổ bắt đầu nó lòi bản chất của nó ra là nó muốn ăn thịt thỏ, thì lúc đó bé thỏ có chống cự không hay là khuất phục? Cũng chống cự, xong rồi đòi chia tay này thế kia. Con thuyết phục một lúc là xong. Ôi với cái miệng của ông này từ lúc cái đêm định mệnh đó đến lúc cưới thì hai đứa có cãi nhau? Cãi nhau thường xuyên, mà lúc đấy thực sự là chán nhau rồi, không có gì hợp nhau ấy. Cái lần mà nhớ nhất là hồi đấy là con quyết tâm là thôi đi về quê được mấy ngày ấy, thì xong rồi một buổi sáng hôm đó tự dưng bạn gọi điện cho con, bạn bảo là anh ơi em bị mất trộm rồi, lấy hết đồ các kiểu này kia rồi. Thế là con vội vàng con tức tốc con đi từ trên Đà Lạt xuống, lúc đấy tự dưng trong túi con có hết tiền, thế là xong rồi phải đi mượn tiền để mua điện thoại, mua này mua kia cho bạn. Thế là từ hồi đó thì tự dưng hai đứa bớt cãi nhau. Con không dám nói với gia đình tại con sợ. Con sợ là bị la nên con nói thôi gọi cho anh này đi, anh giải quyết giùm con. Sau khi mà anh giải quyết giùm cho con như vậy thì cái cảm giác của con như thế nào? Dạ nói chung là sau thời gian đó thì con cảm thấy là con không có chia tay nữa. Đây đúng là đại nghiệp của đời mình rồi. Đúng rồi. Tại vì lúc nguy khốn, lúc mà khó khăn nhất là anh ấy đã xuất hiện liền. Đúng rồi. Để giải quyết và thậm chí mượn ngân khố để mua cho mình cái điện thoại. Đúng rồi. Đúng không? Có kế hoạch là cưới luôn. Không, lúc đấy thì kiểu là phải 2-3 năm sau thì mới có kế hoạch cưới. Bây giờ qua chương 2 để bé Dung nói đi. Ông Tư Hải này ông có những tật xấu gì hay không? Bạn này nhiều tật xấu lắm mà. Đó, cãi đi. Tật xấu đau sự lớn là hay bước đồ lung tung à. Trời ơi, rồi sao nữa? Rồi bạn này thì mê ăn, mê ngủ, mê điện thoại, hơn mê vợ. Rồi cái gì nữa Dung ơi? Rồi bạn này thì nhiều khi là kiểu hay tị hứng á. Có nghĩa là khi mà con kêu làm gì á thì lúc mà không có hứng á, từ từ anh làm. Nhưng mà khi có hứng á thì
vợ ơi anh giặt đồ cho em nhé, vợ ơi anh làm này làm kia cho em nhé, mà con không kêu cũng tự làm luôn. Bị cảm xúc chi phối quá nhiều, là sống bằng cảm xúc. Vậy con mong muốn anh Từ Hải anh sẽ thay đổi điều gì? Con mong muốn là mê con nhiều hơn mê điện thoại. Đúng rồi. Mê ăn chấp nhận nha, mê ngủ chấp nhận cho khỏe đúng không? Nhưng mà không được mê điện thoại hơn mê vợ. Đó, rồi bây giờ tới Từ Hải nè. Dung nhỏ thó như thế này, hiền lành như thế này chắc xinh không có tật xấu đúng không? Dạ, là vợ con nóng tính. Nóng tính? À, nóng tính. Wow. Cái Dung sao lại nóng tính thế hả? À, cái Dung nóng tính nổi tiếng luôn ấy. Nói chung ngay cả mấy bạn nhân viên này, của chú bảo vệ hay tiếp tân hay gì ai cũng sợ vợ con. Thế á, đâu những lúc mà nóng nhất con tả lại cho cô với khán giả nghe coi Dung nó làm gì? Ví dụ như là nhiều khi nhân viên mà làm sai ấy, là vợ con sẽ vô hỏi là tại sao, cái kiểu mà, kiểu là cái kiểu hỏi nó làm cho người khác bị áp đảo tinh thần đó. Con diễn tả cô coi coi. Kiểu là mấy bạn tâm sự với con thôi. Ví dụ đang là mấy bạn kiểu làm khách xong bị khách phàn nàn ấy, là mấy bạn kiểu là nhiều khi vứt đồ lung tung ấy. Ví dụ bạn này tên là A đi. A, tại sao em lại để đồ như vậy? Thả từng câu từng chữ một. Còn ví dụ con là đi chơi về là bắt đầu hỏi tại sao giờ này thế nào, sao giờ này vẫn chưa về. Đấy. Hay là nhiều khi con để đồ đấy thì tí nữa con dọn. Nhưng mà cứ bảo anh dọn đi thế này thế kia xong rồi nếu mà không dọn nó bắt đầu nhà này chỉ có tôi dọn thôi đấy. Đó, bắt đầu là chỉ chiết đó. Xong rồi nhiều khi mà cáu lên ấy im không nói gì hết, hoặc là nóng quá thì nhiều khi đuổi con ra khỏi nhà luôn. Trời ơi, cáu đuổi rồi sao không mà để kiểu này là bây giờ một là anh đi, hai là tôi đi, thì mình đàn ông thì mình phải đi thôi. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, đặt người ta vào thế lựa chọn. Khi mà nghe cô ấy nói vậy thì con trả lời sao Hải? Thì thôi con đi thôi, phải ra khách sạn ngủ. Ví dụ Hải ra khách sạn con ngủ thì lúc ấy con nghĩ cái gì vậy? Dạ không, con không quan tâm, con chặn hết Zalo điện thoại, con chặn hết luôn. Trời vậy á? Dạ, xong mới gọi không được cho con, xong mới gọi cho người khác nhờ mở lên, năn nỉ xin con là cho về. Là phải mò về thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi nhưng mà bây giờ cái vụ đó đã cải thiện chưa? Dạ cũng không, lâu lâu một vài lần thôi, không cho bia khôn rồi, bây giờ là moi hết tiền của con, mỗi lần đưa lại cho con rồi. Sao anh lại lấy nhiều thế? Đấy. Có nhiều khi anh ăn trên đầu trên cổ em nữa. Con mong muốn Dung thay đổi điều gì? Dạ con thì nghĩ là vợ con thì mong vợ con bớt nóng tính trong công việc hay gì, mình cũng phải từ từ, mình cũng phải suy nghĩ đến cái gọi là cái hoàn cảnh hay là cái vấn đề của người ta. Tụi con có mong muốn là mình sẽ có em bé không? Con thì cũng mong muốn ấy, nhưng mà con nghĩ là khi mà kinh tế của mình nó ổn hơn thì bọn con sẽ sinh. Rồi. Tại vì nhiều người quan niệm rằng là con cái là phúc phần của cha mẹ, nhưng mà con nghĩ là cha mẹ cũng là phúc phần của con cái. Nếu mà có đủ chi phí cho con mình ăn học, cái quan trọng ấy là khi đó thì cái công việc của mình nó ít lại thì mình có thời gian mình chơi với con, mình chăm con, đúng thì không? Nó sẽ hay hơn. Thực ra thì bây giờ thu nhập của con thì vẫn có thể nuôi con tốt, nhưng mà nhiều khi mình nghĩ là công việc của mình vẫn còn quá nhiều, mình phải dành thời gian cho công việc. Nhiều khi có những ngày 16, 17 tiếng ấy, nếu mà mình làm việc suốt như vậy mà mình không có thời gian chơi với con thì sau này con cái nó sẽ xa cách với mình và nhiều khi nó sẽ cảm thấy cô đơn. Hải có muốn nói gì với bố mẹ mình không? Con cũng mong rằng là bố mẹ con, bố mẹ vợ con với tất cả những bố mẹ của những người khuyết tật ấy, nhiều khi mình cần nhìn vô cái sự cố gắng của con cái của mình chứ không phải là nhìn vô cái điểm bắt đầu của nó. Không nên là phân bì là con mình bị khuyết tật thì thôi mình cố gắng kiếm tiền để nuôi nó sau này. Tại vì khiếm thị hay khuyết tật như bọn con, nếu mà có đủ công cụ, có đủ sự hỗ trợ thì bọn con vẫn có thể vươn lên giống như một những người sáng mắt thôi, chứ bọn con cũng không cần phải phụ thuộc vào ai. Nhưng qua đây thì chắc là cũng xin nói một chút với lại là bố mẹ của Hải với lại bố mẹ của Dung. Thực ra đây đã là một cái minh chứng để cho hai gia đình mình thấy là các con đến với nhau vì tình yêu. Thứ hai là cùng lý tưởng, là các con chỉ muốn là chứng minh cho mọi người thấy rằng tụi con có thể làm được tất cả những cái gì mà những người bình thường có thể làm được. Và cái thứ ba nữa là cái tấm lòng, cái tâm hồn của các con rất là muốn chia sẻ, muốn đồng cảm với những hoàn cảnh giống như mình nhưng không được may mắn như mình. Thì đây là những cái điều rất là tốt. Thì Vân nghĩ là bố mẹ hai bên mà có xem được cái số này và nghe tâm sự của các con và thấy được thành quả hai con đang làm, đã làm và sắp tới sẽ làm nhiều hơn, lớn hơn như vậy nữa, thì bằng một cách nào đó hỗ trợ các con, nếu không phải là vật chất thì sẽ là tinh thần, chia sẻ, đồng cảm với các con và ghi nhận những cái việc mà các con làm được. Đó, Vân thì Vân muốn tâm sự một chút với lại phụ huynh của bé Hải với lại bé Dung là như vậy. Và trước khi dứt lời thì anh cũng xin ngỏ một cái lời gọi là khâm phục các em nha. Dạ. Và trân trọng những cái tình cảm của các em, từ tình yêu cho đến sự nghiệp nha. Dạ. Và chúc cho công việc các em càng ngày càng thăng tiến.
À, em tên là Lê Hoàng Yến, 32 tuổi, chuyên ngành về kinh doanh ô tô. Kinh doanh ô tô. Người là xây dựng một người ô tô, chắc là đi mua ô tô bởi vì mới gặp cô vợ, đúng không? Không phải. Dạ, không phải. Cơ duyên nào mà hai cái ngành đó lại có thể gặp được nhau ta? Là em với Yến làm chung một công ty xây dựng. Yến là cấp trên, sếp của em. Rồi sao nữa? Lúc đó là trong cái công việc đó em cũng hay bị đồng nghiệp á, họ cứ dồn trách nhiệm vào em không? Thế là chèn ép em. Chèn ép đúng rồi. Rồi đó xong mấy lần như vậy đó, rồi bà xã binh vực mình. Rồi từ chỗ đó mình để ý. Lý do gì mà bạn binh vực ông xã mình? Thì em cũng cư xử cho một người sếp là công bằng. Và cái nào đúng thì cho là đúng, còn nào là sai thì mình thấy có những cái trường hợp như anh này đúng thì mình giải quyết theo trường hợp đúng. Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Dạ đúng rồi, là mỹ nhân cứu anh hùng á. Mỹ nhân cứu anh hùng. Dạ. Rồi ngược lại thì Yến thì sao? Em thì em không có để ý, tại vì lúc đó em có bạn trai ở nước ngoài rồi và chúng em cũng quen nhau rất là lâu, cho nên là em không để ý anh chàng này. Thì đến lúc nào thì bắt đầu mới để ý anh này? Thật ra thì lúc đó thì nó cũng nằm trong nguyên tắc của em là em không quen nơi công sở, cho nên là khi mà có một cái sự cố nhỏ nhỏ thì em lại xin chuyển công ty qua cái ngành đam mê của em là ngành ô tô. Thì bắt đầu mới ảnh mới qua lại với em, giao lưu với em, thì lúc đó là chia tay với bạn trai, cho nên là mình tìm chỗ dựa thôi. Vậy thì lúc đó phải tấn công với bạn gái mình như thế nào đúng không? Mà anh chị có biết không, là em cứ nằm suy nghĩ không biết cách sao mà mình nói cái tiếng yêu với Yến được hết trơn. Không có can đảm. Cái một ngày cuối tuần mấy anh em trong công ty tổ chức đi ăn nhậu, và em cũng đi theo rồi uống chừng hai lon, tự nhiên sao nhớ quá thôi xin về sớm, là điện cho Yến là ra công viên Gia Định ngồi tâm sự. Lúc đó em chỉ giả vờ em xỉn thôi, em nghiêng cái đầu vậy ha. Cái Yến ngọc hình đó là em nói như vậy, anh đã nhưng mà khi mà em nói là em không dám nhìn mặt Yến, em nhìn chỗ khác nè. Anh đã, cái Yến là anh đã gì, anh đã, cái anh đã lỡ yêu em rồi sao đây. Anh đã lỡ yêu em rồi đó, vậy em tính sao đây? Vậy Yến tính sao? Thì lúc đó em nói là thương chứ có gì đâu mà phải tính như không tính. Thôi. Cuối cùng thì bây giờ trong cuộc sống vợ chồng vậy là ai dựa ai? Thì nói chung hai người dựa nhau. Thực ra nãy giờ ngồi nói chuyện với Yến á, mình thấy rằng là cô rất là cá tính nè. Cá tính khủng khiếp luôn á. Em có cái bất ngờ gì khi mà em lấy vợ em xong không? Dạ có chứ chị. Bất ngờ này dữ lắm á. Tại vì chị biết sao, khi mà tụi em về dọn về nhà đó, rồi em mở cái tủ mà của vợ em á, thì em phát hiện vợ em á là trong cái tủ toàn là huy chương mà vỏ á anh chị. Vỏ hả? Vỏ mà huy chương đô á. Đai gì? Dạ em tứ đẳng viên đai ạ. Trời ơi. Làm sao vậy? Chị chưa có hiểu. Trong Tây Cung Đô là cái đai đó là cái đai thú dữ nhất đó chị. Vậy hả? Chà, như vậy là sao em lúc đó cảm giác em sao? Trời, lúc đó chị biết hả? Nào hùng sư phải lạc không? Từ từ để em kể cho anh chị nha. Cái bắt đầu là em nhìn những cái huy chương đó và những cái tấm hình mà mặn đồ vỏ vậy. Rồi em rất ngạc nhiên. Em nói tại sao mà vợ mình quen 2 năm trời mà không biết là vợ mình lại có vỏ như vậy. Em hơi chóng luôn á. Em cứ nghĩ là sau này nếu mà hai vợ chồng cười cãi nhau chắc em sẽ chết. Chết thiệt luôn. Chị cũng đồng cảm với em đó. Chết thiệt luôn đó chị ơi. Có bây giờ em mém chết vậy chưa? Dạ có chị ơi, em kể chị một lần rất là vui. Là có lần coi như là vợ cứ cằn nhằn cái cằn nhằn quá, cái em bỏ em đi cái vợ không cho em đi. Bỏ hai túm đồng thời. Em đang bước đi là vợ em sao đập em một cái. Nói chị nghe hả, đập một cái ha. Bắt đầu là em chúi rồi, chúi thấy là vô cái cửa sắt á. Trời ơi, một cục rồi chị. Có sưng luôn một cục, thấy rõ luôn nha. Nhưng mà em quay lại nhìn vợ em cười thôi chứ em không nói gì hết. Đó là em biết là vợ em có đai chưa? Có rồi, em biết là rồi. Biết rồi đúng không? Rồi. Hên dạ, cho em đó. Dạ. Lúc đó mà em chưa biết mà em thượng cẳng chân hạ cẳng tay lại là đời em lúa rồi. Đó, thì bởi vì em cũng hên lắm nha. Lại cái cách sự sự là cái sự sự là cái sự sự khôn đó là quay qua cười với vợ miếng. Chứ lúc đó mà chỉ cần quay qua mà trợn mắt với bà ăn cá thôi là nghĩ rằng chắc là vậy đó anh. Nói mà tại vì hên là phát hiện trước. Đúng rồi. Nhưng mà còn em sao em lại phải giấu? Nếu mà em nói thì em xem lấy chồng được. Nhưng mà sao lần đó rồi còn lần nào nữa không? Dạ có lần ảnh đi nhậu về trễ mà em gọi điện thoại hoài mà tắt máy luôn. Thì khoảng 11 giờ đêm mà lò mò về thì em cứ để cho bình thường ngủ vậy đó.
Đến nửa đêm cái em canh đang ngủ say em đạp cho phát. Nhưng mà chỉ theo cái chuyện đó là cũng như là cái coi như là cuối thứ bảy thì coi như anh em trong công ty cũng hay tổ chức mà đi ăn nhậu, nghe sinh nhật mà anh chị. Rồi cái chiều đó cũng xui đi, cái điện thoại em lại hết pin, muốn điện về cho vợ là thôi để chồng đi đi chơi với bạn tí xíu mà, nhưng mà điện không được. Mà lúc đó là rồi đang vào uống rồi cái mình tính mượn điện thoại của bạn điện về, mà xong trong cái cuộc vui với bạn bè nó cái quên luôn. Anh biết hả? Quên là lúc đó là em nghĩ là lúc 11 giờ bắt đầu là em chạy về. Em chạy về xong cái em tắm rửa. Lại biết phận rồi, tại vợ tắm vợ nóng lắm, biết phận rồi. Rồi vô ngủ ôm vợ nha. Mình ôm vợ ngủ đàng hoàng nha, mình không có dám mà nhúc nhích hay là cái gì chứ ôm ngủ. Vậy đó ngủ chừng tiếng hồ sau đạp em lọt dưới sàn. Đó. Em hết hồn luôn, lúc đó là em tỉnh luôn á. Sáng hôm sau anh chị biết sao, em phải tốn tiền. Em phải tốn tiền mua cái niệm, em bỏ cái giường nó đi. Lỡ có đạp nó cũng hơi nhẹ nhàng. Còn nhiều lần đó anh chị, em nói chị ra nhiều lần á, như vậy đó. Rồi cái em sợ quá, lúc bữa nào là hai chồng mà có cái to tiếng á. Rồi cái là em là xuống dưới ngủ trước. Không có, em để con em chính giữa em nằm bên giờ giác. Tức là cái đó là bất ngờ của chồng với chồng vợ. Vậy chồng vợ em có phát hiện cái gì không? À, cũng có như cái gì vô tâm lắm. Có một lần tụi em xích mích với nhau trong lúc em mang thai á, thì anh bỏ đi một lúc luôn, đến lúc đó em mang thai 2 tháng, 7 tháng mới trở về. Trời mà đổi số điện thoại luôn mới ghê chứ. À. Là sao? Là cố tình không, hay không sao? Không phải là cố tình. Lúc đó là công ty em nó có một công trình ngoài Đồng Nai, rồi em phải đi ra ngoài, em đi làm. Ở trong thời gian ở nhà thì em vợ em cũng có lục đục, rồi em đi ngoài làm cho nó im xuôi. Lúc đầu thì cũng không cúp máy đâu, nhưng mà lớp nào là công việc nè, lớp nào là bà xã, một ngày điện có 100 lần hỏi chị đâu mà thời gian đâu mà nghe. Công việc là muốn chết rồi mà nghe thì bà xã nhằn. Bà ngộ lúc trước lúc quen nhau thì bà xã lại không có nói nhiều. Khi mà bà xã có bầu rồi thì bà xã lại nói nhiều. Nói quá nói à. Quá nói luôn trời, nói mà em nghe giết em sợ luôn. Em phải đổi số điện thoại luôn. Đổi số điện thoại mà 6 tháng trời biệt vô âm tính luôn. Dạ. Nhưng mà em thì có nói chung cũng phải cũng có gọi điện thoại về cho cậu hoặc mẹ hỏi thăm mà vợ con như thế nào. Cự cãi vợ chồng chứ em rất là nhớ nhưng mà phải chịu thôi. Cái đó là một cái sự mà giống như là mong muốn một cái sự đổi thay rất là lớn ở vợ đúng không? Yeah. Sau cái lần đó thì vợ em đã thay đổi được như ý em muốn chưa? Chắc có lẽ là chưa chị ơi. Chưa hả? Chắc qua chương trình này em khuyên vợ em có thể thay đổi hay không? Cũng ít nhất cũng phải được bao nhiêu phần trăm chứ? Dạ chắc có thể là được 60%. Bây giờ cái điều mong muốn là 80% đúng không? Dạ cho đến 100% thôi chị ơi. 100% mà nổi không em? Dạ chắc không nổi. Nhưng mà thật ra thì cũng có cảm ơn cái khoảng thời gian để cho mỗi bên nó tĩnh lặng lại một chút, suy nghĩ những một chút, rồi bây giờ thì cuộc sống tụi em nó sẽ tốt hơn. Ở Yến có một cái sự mong muốn ở người chồng của mình thay đổi như thế nào? Dạ có, thực tế thì chồng em rất là tốt. Tụi em với nhau là vợ chồng tụi em là có luật bù trừ với nhau. Em thì em không có giỏi như đang thiêu thùa á gì đó, nhưng mà chồng em thì rất là làm được như đó. Ví dụ như đơm cái cúc áo hay là cái gì đó thì chồng em làm hết. Nhưng mà sau chương trình này thì em chỉ muốn là chồng em quan tâm vợ tí, rồi cũng có thể là lắng nghe, chia sẻ đôi khi vợ chồng về cũng như chia sẻ những khó khăn. Đấy cho nên là ảnh có gì thì ảnh cứ về cứ nói chuyện chia sẻ với em có thể em không giúp được nhưng mà em có thể lắng nghe hoặc là cái gì đó. Nhưng mà bây giờ thì chồng em về thì chồng em chỉ im nên không nói tiếng nào hết. Thực ra thì chị có những cái điều mà chị muốn chia sẻ với cái hoàn cảnh của gia đình em bây giờ, thì chị thấy rằng ví dụ như 10 người đàn ông thì cả 10 người luôn chứ không phải là 9 người rưỡi nữa, họ đều có một cái mong muốn như vậy nè. Đó là cái nó gần như là cái bản ngã của người đàn ông rồi, là một sự chở che cho cái người thân yêu của mình, trong đó là dì vợ và con của mình. Họ luôn luôn họ muốn là như vậy, mặc dù họ ống nhách đi nhưng mà họ vẫn muốn họ là cây tùng. Đó là cái tâm lý của người đàn ông, chị cảm giác như vậy. Chắc chắn là chồng của em cũng có cái nhu cầu đó, cũng có cái khát khao đó. Nhưng mà bởi vì á, có một người vợ quá cá tính thì cho dù em có ở đâu đi chăng nữa, em có làm sếp ở đâu đi chăng nữa đâu, chị không cần biết bất cứ khi em về nhà, em làm sao tạo cho anh cái cảm giác rằng lúc nào em cũng cần cái sự chở che của anh, sự yếu ớt đối với anh. Chị cảm giác như vậy thì là cuộc sống của tụi em nó sẽ hạnh phúc. Theo Thuận thấy thì bên ngoài Yến là một người rất là cứng rắn, nhưng mà thật ra người phụ nữ cũng vậy, ở bên ngoài nhìn thấy cứng rắn mà thật ra trong con người của họ là rất rất là mềm, đúng không? Cho nên chính vì vậy một phần cũng là do bạn nữa, bạn phải nên dành khoảng thời gian lãng mạn ở bên vợ, đúng chưa? Nên có những món quà hay là ít ra cũng phải có những cái buổi nào dành riêng cho hai vợ chồng, lãng mạn thêm chút xíu nữa để cho cô ấy mềm dịu chút xíu.
Như vậy hai vợ chồng sẽ hoàn hảo hơn nhé. Dạ. Ừ. Tụi em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn. Dạ. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hoàng Mỹ Linh. Năm nay em 26 tuổi. Dạ. Ơ quên, 28. Trời ơi, anh Giang 2 tuổi hả Linh? À, dạ. Mà không sao, nhìn em coi như là 26 tuổi vẫn tình. 26 tuổi là tuổi khi mà hai vợ chồng mới lấy nhau, hay là chắc vợ em cứ nhớ mãi như thế. Linh ơi, bây giờ công việc của Linh là gì? Dạ, hiện tại thì em làm về phun xăm thẩm mỹ anh. Dạ. Phun xăm thẩm mỹ. Dạ. Rồi, tới em. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Linh Sơn. Năm nay em 34 tuổi ạ. Hiện nay là em là một diễn viên và cũng là một huấn luyện viên sức khỏe. Dạ. Mình diễn viên tự do thôi, mình có trực thuộc công ty nào không Sơn? Dạ không, em làm tự do thôi. Tự do thôi. Dạ. Gần đây anh ít xem Linh Sơn đóng phim. Dạ. Vậy thì anh cũng muốn biết là những dự án sắp tới của em là gì ạ? Dạ, hiện nay thì em đang tập trung vào mảng sức khỏe. Em muốn xây dựng một cộng đồng mọi người sống khỏe và lành mạnh. Vâng. Sơn ơi, em có thể giúp cho anh bí quyết để làm sao cho cái dòng hai của anh nó teo là được không Sơn? Hãy về đội của em. Về đội của em nha. Vâng. Ok, em đã giúp được rất là nhiều người rồi. Em dạ. Đừng cứ dơ ra nữa, em phải đóng lại đi. Rồi khi nào em về đội của Sơn một thời gian đi, rồi em hãy mạnh dạn em khoe ra. Nó nhìn cũng được mà. Đó. Để Sơn thương. Đó, chị che luôn nè. Không, anh chị sẽ về đội của em. Dạ. Nha, vâng. Nha. Rồi, bây giờ kể cho anh nghe coi. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Và lần đầu tiên em ấn tượng gì về chàng trai Linh Sơn này? Dạ. Thì tụi em quen nhau cũng rất là tình cờ. Thì là một ngày là tụi em quen nhau là qua một cái gọi là ứng dụng hẹn hò anh. Dạ. Thì hồi đó là em là đang độc thân, em chưa có quen ai hết. Xong rồi hôm đó thì tình cờ là một nhỏ bạn thân, bạn gái của em qua nhà chơi. Thì em mới thấy nó ngồi, nó mở điện thoại ra, xong rồi nó lướt mà em nhìn vô em thấy ủa sao toàn trai đẹp không vậy. Xong rồi em mới hỏi nó, em kêu ủa mày đang chơi cái gì mà sao tao thấy toàn trai đẹp không vậy ta. Cái xong rồi nó mới kêu là tao chỉ được nhìn thôi chứ tao không có được ăn mày ơi, tại vì lúc đó là nó đang có bạn trai rồi. Cái em mới kêu là vậy thì cài cho tao đi. Dạ, em mới bảo là vậy thì cài cho tao đi. Chứ em thật ra là em không có biết mấy cái đó, em không có rành về mấy cái kiểu công nghệ thông tin các thứ cho lắm. Dạ, xong rồi thế là bạn em mới cài cho em. Cái xong rồi lúc mà cài vô thì nó chỉnh hình rồi, ý là bỏ hình ảnh của em vô đó thì làm cho em hết. Xong rồi lúc mà em coi thì em lướt thì người đầu tiên là em thấy là anh Sơn. Đúng người đầu tiên luôn. Dạ. Nhưng mà lúc đó em không có biết anh là diễn viên. Em không có biết anh là diễn viên thì em chỉ thấy em bảo là ủa sao ai nhìn quen, thì mình nhìn cái gương mặt mình cảm thấy là quen, giống như gặp ở đâu rồi á. Em kêu là ủa sao nhìn thấy quen. Cái thôi em thả tim thử. Thì bạn em nó chỉ cho em là nếu mà thích ai á thì thả tim. Dạ, xong em nhấn em thả tim thì tự nhiên thấy anh trả lời. Dạ. Chắc đang chờ gì đây nè. Nhưng mà lúc mà Sơn nhận được cái tim đó thì là lúc đó Sơn sao? Wow. Tại vì em thấy là ôi sao cô bé này nhìn trông rất là dễ thương. Vâng, thế là sau đó thì thực ra thì những cái ứng dụng hẹn hò hay là mạng xã hội thì nó cũng là một kênh để mà mỗi người ta có thể kết nối với nhau trong cái xã hội mà bận rộn như bây giờ. Thì sau đó thì bọn em hẹn gặp nhau và cái buổi đầu tiên thì em rất là ấn tượng với cả Linh. Vâng. À vậy đó là hả? Một cô gái rất là dễ thương, giống như là em gặp cảm giác lúc đó là Linh tỏa sáng bừng góc phố vậy. Đúng gu rồi đó. Đúng gu. Anh hỏi nè. Dạ. Mỗi ngày em nhận được nhiều trái tim không? Đến bây giờ lấy vợ chắc là quên hết chuyện cũ rồi ạ. Mà lúc tụi em gặp nhau là gặp ở đâu? Ở Sài Gòn. Dạ, ở Sài Gòn. Dạ, tại vì cái ứng dụng đó nó là giống như là tụi em kêu là để trong khoảng cách bao nhiêu thì mình có thể gặp được nhau, thì em mới để là thôi 10 cây đi thì có thể gặp được, chứ xa quá thì chắc không gặp được. Cái xong em để 10 cây thì anh ở trong đúng 10 cây luôn. Hồi đó là em ở bên Tân Bình, ở gần sân bay á, còn anh là ở bên quận 7 thì là đúng 10 cây luôn là em gặp. Dạ, xong rồi tụi em hôm đó là cũng nói chuyện, xong em thấy cũng nói chuyện cũng dễ thương, cũng hợp. Xong anh mới hẹn nhau là đi ngày mai đi ăn tối, thì là ngay ngày hôm sau thì tụi em hẹn hò luôn, gặp nhau. Dạ. Nhưng mà lần đầu tiên em gặp anh ở ngoài đời á là em đã nhận ra liền ảnh là diễn viên Linh Sơn không? Dạ không, em không nhận ra, em chỉ thấy là chưa. Nhưng mà em ấn tượng nhất ở Sơn là điều gì? Em thì cái lúc mà em gặp anh ở ngoài lần đầu tiên á là em ấn tượng là em vừa mới bước ra khỏi cửa thì em thấy hả
đứng xa xa á, có người đi cái xe cào cào á, cao thiệt là cao, nhìn lạ lắm, cao xong rồi mặc đồ thể thao, cái đứng thấy em quay ra cười một cái, trời em nói tỏa sáng luôn. Dạ tỏa sáng đúng trời, rồi đây dạ. Nè đó dạ có xong một, rồi ấn người á thì là dạ. Cười tỏa sáng, còn một người là sáng bừng đó, đấy là nói chung là sáng trưng đó, sáng trưng dạ. Sáng bừng luôn dạ, đúng không dạ. Hồi nãy Sơn có nói đó, vừa gặp em một cái là thấy em tỏa sáng lên một cái. Không anh, nhưng mà về sau này mới thú nhận với em, kêu là hồi đó ban đầu là coi hình em ở trên mạng á là thấy đẹp, nhưng mà thấy nghi nghi em. Bảo uổng nghi là nghi cái gì, kêu là sao chồng trai hả thấy chân dài quá mình kêu không là... biết là con trai hay con gái, đúng hơi nghi nghi hay chưa anh đoán ghê dạ đúng rồi. Kêu là không, tại vì anh kêu là tại vì anh cũng có quen một vài người bạn á, là kiểu người chuyển giới, kêu là dạ. Đẹp, xong rồi kêu là thấy em cao rồi dáng cao rồi vậy em đẹp cao kêu, quá có khi là nào... sợ rồi kêu có khi nào là người chuyển giới không, cái đến hồi gặp ở ngoài thì mới xác nhận là không phải dạ. Trước khi gặp lại vẫn còn nghi ngờ dạ, dạ nhưng mà vẫn muốn gặp mà có dạ. Khi nào là em cố tình em gặp để em xác nhận rõ cái giới tính thiệt của cổ thì cũng cả hai đấy anh chứ không lại bỏ lỡ con mồi sao. Em là người miền Nam à, dạ. Em là trai Bắc không? Thật ra thì em trước khi mà em quen anh Sơn á thì em cũng có quen một người là người trai Bắc rồi, thì nên là em kiểu giống như là em là sao ta, em kiểu em cũng không kiểu giống như em không em kêu là em cũng không thích quen trai Bắc nữa kiểu dạng vậy, tại vì thật ra thì trước đó em quen thì kiểu em cảm giác là trai Bắc thì hơi nói chuyện hơi kiểu cách, hơi nói chung là em không thích lắm. Xong rồi lúc mà em nói chuyện với ảnh á, lúc mình nói qua tin nhắn thôi á thì em thấy ủa sao nó ngọt ngọt nghi nghi, xong rồi nghi nghi em mới hỏi, em mới kêu là ủa anh có phải người trai Bắc không, trai Hà Nội không, cái xong hỏi là ủa sao em có kinh nghiệm hay sao mà em hỏi anh vậy, cái anh cái em kêu thì em thấy giống vậy đó, cái xong rồi qua ngày hôm sau thì ông biết là em không có vẻ là không thích trai Bắc rồi. Cái xong qua ngày hôm sau, cái lần đầu tiên mà gặp nhau á thì anh nói giọng nam nha anh, nói giọng nam rặt luôn, không phải là theo kiểu là giả giả đâu, thì là do anh là diễn viên mà anh học diễn xuất, anh có học về cách nói giọng nam, chắc để vô vai hay sao đó, thì là ngày đầu tiên là anh lúc mà gặp em đầu tiên là anh nói giọng nam rặt luôn, là em ấn tượng luôn nha. Xong Sơn rồi. Nói thử đi Sơn, về chuyện nói tiếng Nam đi Sơn. Sơn nói tiếng Nam luôn, nói với chị với anh Thuận nói tiếng Nam luôn đi Sơn. Dạ em sợ. Hỏi sợ hả? Quỷ sứ. Cái lần đầu tiên gặp là ảnh hoàn toàn nói bằng tiếng Nam á. Dạ nói tiếng Nam dạ. Là xong rồi hôm gặp đầu tiên thì là tụi em đi ăn, xong rồi anh mới hỏi em là em thích ăn cái gì, cái anh mới kêu là hay là để anh dẫn em qua cái khu người Bắc bên này, nó có mấy món ngon lắm, thì ngay gần sân bay chỗ em thì là có cái khu mà toàn người Bắc đó anh, đó xong anh mới dẫn qua đó, thì tự nhiên qua tới khu đó cái ông chuyển giọng Bắc à, ông nói Bắc luôn. Dạ đúng rồi dạ. Tự nhiên cái nói giọng Bắc, cái xong em hết hồn luôn, nhưng mà thấy ban đầu kiểu mình đã ấn tượng rồi á anh, kiểu mình đã ngay từ đầu mình đã có cảm tình rồi đó, nên là bây giờ bắt Trung Nam. Dạ đúng rồi. Dạ rồi cuối cùng á là sau cái lần đó là bao lâu tụi em chính thức yêu nhau, sau cái buổi hẹn đầu tiên đó đó yêu liền không hay là phải mấy tháng sau hay là mấy ngày sau? Dạ không, chắc là cũng chắc cỡ một tuần thôi là tụi dạ. Lâu vậy? Có những cặp á. Trời ơi, sau cái lần đó là lâu lắm kìa, tụi em mới là hẹn hò, chính thức hẹn hò đó. Dạ. Là, trời ơi, cũng 3 ngày á. Dạ. Dạ. Còn đây là một tuần, còn đây là tới một tuần á thì mới chính thức yêu nhau. Dạ. Rồi, nhưng mà nó nghe nè, ảnh có đưa em về ra về nhà ở ngoài Bắc để mà ra mắt gia đình? À, dạ có. Dạ thì tụi em quen nhau được tầm chắc 4 tháng hay sao đó, thì là anh dắt em về Hà Nội, nhà anh là ở Hà Nội mà, dắt em về chơi với lại ra mắt nhà anh. Thì thật ra thì anh nói em là người đầu tiên anh dạ đúng đó. Rồi dạ đúng rồi anh đưa về ra mắt. Nên là mà em á thì nói chung là em cũng kiểu tại vì mình cũng có cái
cái sợ là kêu là tại vì kêu là sợ kiểu giống như ở ngoài Hà Nội thì gia đình thường thường á, em thấy thì kiểu gia đình là hay kiểu hay suy nghĩ là gái miền Nam không kiểu gia phong lễ giáo đó. Đúng rồi cho nên bắt buộc là mình phải kín đáo, mình phải công dung ngôn hạnh, mình phải tính kẻ, nói chung là kiểu cũng sợ, với lại hồi đó là nó đang hot cái phim mà sống chung với mẹ chồng á chị, nên là em kiểu em bị em bị sợ em bị ớn á. Mà xong em á thì là hồi đó là em làm về thời trang thì em rất là thích thời trang luôn, mà em ăn mặc kiểu giống như là em ăn mặc kiểu thời trang xong rồi kiểu cũng hở kiểu dạng dạy hay là rách quần rách đồ đó. Xong rồi lúc mà em về á là em cũng đã ráng em lựa sao đồ em là nó cũng phải kín đáo nhất có thể, nhưng mà tại vì đồ em cái nào nó cũng phải hơi kiểu cách tí xíu thì mình cũng ráng mình lựa cái nào là kín nhất rồi, nhưng mà chắc nó vẫn hơi sao đó. Cái lúc mà em về em ra mắt á thì đợt đó em còn để tóc màu bạch kim nữa, tóc trắng á, tóc màu bạch kim, tóc trắng nữa. Cái xong về xong rồi mẹ chồng cũng lúc đó mẹ chồng cũng bị ấn tượng, kêu là gặp em là giật mình luôn, tại đứng hình luôn hả? Tại vì về sau này em hỏi anh Sơn thì mới biết là tại vì ban đầu á mẹ nghĩ là cái gu của anh Sơn á, tại vì anh Sơn chưa có dắt ai vào nhà ra mắt hết thì nhưng mà mẹ anh Sơn thì có nghĩ là gu bạn gái của anh Sơn là theo kiểu mà nhìn thùy mị hiền hiền rồi kiểu nhìn lúc đó em cá tính quá, nhìn em cá tính quá, xong rồi phải nói là chắc 10 người gặp em thì nghĩ em là chắc là dân chơi á, kiểu vậy. Dạ đúng rồi, tại từ cái phong cách ăn mặc cho tới cái ngoại hình á đó, thì đều nghĩ vậy. Nhưng mà nhà Sơn là có phong kiến không, tức là ba mẹ có đòi hỏi không ạ? Nhà em nói chung là cũng khá là thoải mái, nhưng mà thực ra thì với Linh thì cái phong cách ăn mặc của Linh cũng rất là cá tính, nên là nhìn ở ngoài trông ăn chơi phết đấy, nhưng mà thực ra thì rất là ngoan hiền, cũng chỉ là cái sở thích ăn mặc, cái gu ăn mặc của mình thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà sau lần đó thì ba mẹ của Sơn có ý kiến gì không? Dạ có nói cái cảm giác, cái ấn tượng gì? Cái lần đầu tiên thì khi mà mẹ em gặp Linh thì mẹ em bảo với em là sao con lại quen Linh, tại sao lại là cũng hơi hốt hoảng xíu. Đúng rồi. Nhưng mà bà có thiện cảm không? Rồi thì ở một vài ngày thì những tính cách của Linh bắt đầu bộc lộ ra, cũng rất là ngoan này, rồi quan tâm mọi người, rồi nấu ăn, Linh nấu ăn rất là ngon. Vâng, đó là một trong những cái ưu điểm của Linh mà em rất là thích. Em nấu món Bắc luôn hả? Dạ, tại vì nhà em là cũng là Bắc Nam Tư á anh. Dạ, nhà em cũng là Bắc Nam Tư. Nhưng mà cái lúc mà tại vì em về nhà anh Sơn chơi thì xong rồi em lại có công việc bận ở trong Sài Gòn thì em về Sài Gòn trước, anh Sơn thì ở lại. Thì lúc mà em về thì em cũng kiểu giống như em cũng hồi hộp chứ, em cũng hỏi anh Sơn, em hỏi là ủa anh ơi, rồi về mẹ có nói gì em không, thì mình suy nghĩ, mình cũng tò mò, mình muốn biết. Cái xong anh Sơn anh cũng nói thật với em, anh kêu là thì mẹ chỉ có nói một câu như thế này nè, Linh có vẻ thích khoe thịt nhỉ. Khoe ra thịt. Kính rồi đó mà vẫn còn Và kiểu nói bằng giọng Bắc á anh. Trời ơi, em nghe xong em đứng hình luôn. Xong rồi đó, xong rồi anh Sơn thì cũng nói ra là thì đó là cái phong cách ăn mặc của em thôi. Nhưng mà tính của em thì kiểu giống như là cũng chăm sóc gia đình rồi, cũng nói chung là cũng ấy, nên là từ từ về sau này thì cũng mẹ cũng vô Sài Gòn chơi mấy lần này cũng gặp em thì cũng hiểu tính hơn. Nhưng mà bao nhiêu lâu thì em biết Sơn là diễn viên? Dạ chắc sau đó cũng không bao lâu đâu là em biết anh là diễn viên. Thật ra là anh rất là bất ngờ khi mà anh gặp Sơn và trong một cái tình trạng là đã có vợ rồi á. Anh vẫn nghĩ em là độc thân á. Thì cái lúc mà em quen với Linh á thì là em có công khai với báo giới không? Công khai với đồng nghiệp được không? Dạ, thực ra thì cuộc sống của em thì cái công việc diễn viên là cái niềm đam mê của mình, nhưng mà cuộc sống riêng, cuộc sống cá nhân của em lại sống rất là khép kín. Vâng, nên là khi em có cái em với Linh quen nhau thì nói chung là cuộc sống chỉ là cuộc sống của hai đứa với nhau thôi, cũng không có công khai gì cả. Rồi đến khi mà lấy vợ thì lúc đó thì mọi người mới biết ạ. Vâng. Chắc cũng hơi bất ngờ đúng không? Dạ vâng. Lấy vợ hình như cũng không có công khai đâu. Cũng không phải là công khai mà chỉ là mình tổ chức đám cưới bình thường những cặp đôi khác thôi. Dạ. Mình không có show up ra, mình không mà có. Khi mà em có vợ rồi thì các đồng nghiệp là có bất ngờ không? Cũng có, mọi người cũng có nhắn tin chúc mừng, rồi cũng hơi trách một chút tại vì là tại sao đám cưới thì lại không mời. Nhưng thực ra là nhà vợ em thì là ở tận Bảo Lộc, còn em thì ở ngoài Hà Nội nên là không có tổ chức ở Sài Gòn. Nên là mọi người cũng rất là khó để mà mời mọi người đến, nên là nhiều khi em cũng ngại. Vậy tụi em cưới nhau là được 2 năm? Dạ đúng rồi ạ. Đúng rồi, 2 năm. Thì trước đó là quen yêu nhau mấy năm?
Yêu nhau là một năm. Vâng. Yêu nhau là một năm. Mà thế này này, đó, có là lúc mà khi mà hai đứa quen nhau thì cái tình cảm cũng rất là gắn kết nhưng mà chưa nghĩ đến chuyện kết hôn. Thì em có một bác là chị của mẹ em thì cũng cùng với Linh về về quê của Linh, là nhà của Linh để chơi, thì bác mới bảo là thôi cho hai đứa nó cưới nhau sớm đi. Đó, thì mặc dù lúc đó thì tụi em cũng chưa có ý định cứ yêu nhau đã đó, nhưng mà cuối cùng thì bác cũng bảo là đã kết nhau rồi thì lấy nhau đi cho nó gọi là bền chặt. Thì đúng lúc mà khi mà vừa lấy nhau một thời gian xong thì Covid đến. Đấy, nên là đó là vâng, vâng, thì đó là một cái thời điểm anh nghĩ là nó rất là phù hợp cho cả hai đứa để cùng nhau là nắm tay vượt qua Covid. Chứ bây giờ Covid xong rồi mà mới cưới thì nhiều khi mọi thứ nó cũng khá là phức tạp đấy. Vâng. Tức là hai đứa kịp làm đám cưới trước Covid đúng không? Dạ. Vâng. Rồi bây giờ là tới cái phần thứ nhì nè, đã về sống với nhau thì là thì là tật xấu. Tật xấu có lòi ra không? Anh thấy Phi rất là hiền. Dạ. Các câu tật xấu đúng không? Sơn. Linh quên, xin lỗi. Sơn rất là hiền. Nhưng mà Phi là ai vậy anh? Lộn, anh lộn. Ông đi thầm cái ông Phi đó. Không phải Sơn á. Sơn rất là hiền. Vị nào? Giới tính nó không được chắc chắn đấy, em. Nhiều khi đó trong đầu toàn những cái tên người đàn ông nào đó. Sơn á là rất là hiền. Dạ. Tại vì Sơn có những tật xấu nào không em? Thật ra thì chồng em thì em thấy cũng là hiếm á, một trong những người đàn ông hàng hiếm đó, hàng hiếm đó. Dạ đúng rồi. Chồng em thì ở nhà thì rất là chăm lo gia đình còn hơn em nữa. Em thì nhiều khi em chỉ kiểu nói chung em chăm lo gia đình không bằng ảnh đâu. Dạ, em thì nên là ảnh nói chung là ở trong gia đình thì hai vợ chồng cũng chia sẻ công việc với nhau, công việc nhà á, thì ảnh cũng chia sẻ hết với em, giống như khi nào mà em mệt quá hay sao là làm đó, hết. Lạc đề đó. Không, cái đây là tính tốt. Đây này ta đang nói đó. Môn nào cũng hay cũng giỏi đó. Có cái môn văn là không biết hay hay dở tại vì bị lạc đề đó. Ta đang hỏi tật xấu thì đó. Đi cứ khen tật xấu. Tốt không, không có kể tật xấu tật mà tốt á. Cái đó tật tốt nha. Dạ. Rồi giờ tật xấu á, tật làm em khó chịu á. Em chưa em thấy vừa ý đó. Em chưa vừa là... ý ảnh á. Chưa vừa ý hả? Chưa vừa ý em nghĩ chắc là cũng ví dụ như có bề bộn không? Không, có gia trưởng không? Con trai Bắc là thường hay gia trưởng. Dạ không, gia trưởng nếu không? Mà nếu mà gia trưởng thì chắc là em với ảnh là không có đến được với nhau rồi đó. Đúng rồi. Rồi bây giờ nè, có bề bộn không? Hay là kỹ tính mà kỹ tính quá mức đó. Anh chỉ hơi càm ràm thôi chứ. Càm ràm. Dạ. Hơi càm ràm em thôi. Tại sao lại càm ràm em? Tại sao lại càm ràm? Ừ đó, đó. Tại sao? Nó phải có tại sao lại càm ràm vậy? Càm ràm tại sao? Tại vì tật xấu của em. Rồi chúng ta thôi. Bây giờ mới lòi ra càm ràm là do cái tật xấu của em. Dạ. Đó, rồi sao nào? Có cái gì mà em cảm thấy khó chịu và em cảm thấy không ưng bụng về cái điểm? Ông có mê cái gì hơn em không? Ví dụ đàn ông có nhiều người mê game hơn mê vợ nè. Nhiều khi mê tạ. Rồi mê, mê đá banh hơn mê vợ. Không nè. Em thì em thấy chồng em là quá đam mê về thể thao rồi kiểu vận động rồi các khi nhiều khi mà em kêu giống như là anh thì kiểu từ ngày xưa đến giờ rồi là anh rất là đam mê về thể thao luôn, rất là đam mê luôn, mà xong từ khi cưới vợ rồi á, xong rồi cứ cái gì cũng cứ kéo vợ theo, mà nhiều khi coi em giống như là đàn ông vậy á, kiểu giống như là anh là về cái đó là đam mê của anh, còn em ví dụ như em tập chỉ là em cố gắng hoặc là em kiểu giống như là tập vậy thôi, ráng còn thôi. Ráng thôi, mình ráng thôi mê chứ. Mê tập lắm đúng không? Dạ đúng bây rồi. Giờ nó thiệt đi, mê tập thể thao hay là mê chủ phòng tập? Cả hai đúng không? Cả hai là chết liền á. Cả hai là mệt liền á. Dạ. Rồi sao? Dạ nên là kiểu nhiều khi cứ kéo em theo á, nhưng mà có những lúc kiểu mình thoải mái thì mình theo được, nhưng mà có những lúc kiểu mình mệt, mình đi làm về mình mệt hay là sao đó, cứ bảo vợ ra chạy 5-10 cây đi, kêu trời đi đi làm cây. Đi làm giờ tới chiều mệt mà đi kẹt xe các thứ vậy, mệt đam mê của mình. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái tật xấu nha. Càm ràm là một nè, áp đặt đam mê của mình lên người khác. Dạ, yeah, xong rồi nếu mà không theo á là kiểu khó chịu, xong kêu dạ giận, xong rồi kêu là tại vì vợ không quyết tâm thôi, vợ quyết tâm thì vợ làm được, nhưng mà mình vấn đề là mình không thích nói xấu người khác ngay mặt. Thấy sợ không? Không có nói sau lưng mà nói xấu người khác ngay mặt. Nó lòn ra đó. Còn bây giờ nè, anh ấy có lãng mạn không? Lãng mạn không? Lãng mạn hả anh? Em nghĩ là chồng em không có lãng mạn đâu. Vậy hả? Dạ. Sao chồng giận đi, sao giận như... dạ. Bỏ đi. Nhiều khi trời, nhiều khi muốn cũng muốn giận lắm á chứ, nhưng mà kiểu giống như em nói chứ, em kêu là cái tính của em á thì em rất là thực tế. Em giống như nhiều khi ví dụ những ngày lễ ngày gì á mà kêu em thấy người ta tặng những cái bó hoa to liệt to mắc tiền đồ á, cái em mới kêu chứ
trời ơi, em nói với chồng em kêu là trời ơi, vợ không thích tặng hoa vậy đâu, tặng vậy tốn tiền, một cái bó vậy mấy triệu vậy đó, thôi nếu mà không tặng vậy thôi thà là đưa tiền mình lấy mình đi mua cái gì mình mua kiểu dạng vậy, thích vậy. Cái ông nghe vậy thì ông nghĩ vậy thiệt chị. Cái xong đến ví dụ như ngày 8 tháng 3 đi, không có thấy tặng gì hết trơn á. Cái em lên mạng em nhìn là em thấy người ta ai cũng kiểu giống như là có quà, có hoa đăng lên. Mình không có gì cũng tức chứ. Xong nói chứ, chồng nghĩ sao chồng không tặng gì cho vợ gì hết vậy. Ví dụ vợ nói vợ không thích, xong rồi bảo chứ, nhưng mà tại vợ nói vợ không thích hoa. Cái em kêu chứ, người ta nói không thích thì người ta nói không thích. Nhưng mà ví dụ như chồng chỉ cần tặng cho vợ một bông hoa thôi, vợ cũng thấy thích. Vợ cũng thấy kiểu giống như quan trọng là tấm lòng kiểu như vậy. Đi ra mua đúng một bông thì anh trời ơi tức dễ sợ luôn. Đúng một bông thôi. Nên là em kêu á, nhiều khi kiểu giống như cũng hơi kiểu không có được lãng mạn cho lắm. Dạ. Mà mỗi lần vợ giận á, dạ, thì có xin lỗi hay là có hành động gì để mà cho vợ hết giận không? À mỗi lần mà giận thì giống như tức là hai đứa giận thôi. Em giận anh có làm quề không? Em giận nhưng mà kiểu giống như nhiều khi á, giống như mình giận xong rồi ông cũng ra ông xin lỗi, nhưng mà lúc đó mình đang bực á chị. Mình đang bực cái mình cứ thôi đi ra đi, không ấy kiểu không có ấy gì hết, đi mất tiêu luôn. Trời ơi em tức, em tức dễ sợ quá mà có sao nói gì. Dạ, đúng rồi. Đi đi là đi luôn, đi mất tiêu luôn. Cái xong có em mới bực quá em kêu chứ, lúc khác á em mới kêu chứ, người ta phụ nữ sao chồng không có hiểu gì phụ nữ gì hết trơn, không tâm lý gì hết trơn hết. Kêu ví dụ người ta kêu là đi ra đi thì phải ở lại năn nỉ cho người ta hết giận thì thôi chứ. Đó Ngọc Lễ đã rồi, đúng rồi, Ngọc Lễ đã nói rồi, con gái nó có lạc không. Dạ xong kêu chứ anh bảo đi cái đi mất tiêu luôn. Đi mất sao tiêu mà, luôn. Sao mà sao nó thế không nhìn vào mắt vợ. Nhìn vào mắt vợ. Để lần sau em cứ làm ngược lại. Ủa, cho chắc anh. Nghe nè. Rồi bây giờ ông không xin lỗi gì vậy sao mà hết giận? Thì em á, cái tính của em thì em không có giận lâu được. Em không có giận lâu được, em rất là nhanh làm hòa luôn, em không có để bụng. Tự xả luôn vậy đó. Kiểu giống như thấy hoài không làm hòa là tự mình ra mình làm hòa trước à. Trời ơi. Dạ. Có nhiều khi mà giận nhiều quá muốn bỏ ghê á, nhưng mà thấy đẹp trai quá thôi không? Dạ, dạ có chị. Có nhiều khi họ kiểu tối nằm hai vợ chồng nằm xong tự nhiên nghĩ ra gì cái nói qua nói lại cái giận nhau. Nằm xong rồi hả, ông thì kiểu cũng không làm hề với em. Nằm quay qua thì bình thường á là hai vợ chồng là ngủ là cứ phải ghét ôm á thì mới ngủ được kiểu dạng vậy. Cái đến khi mà giận nhau á thì là mỗi đứa quay qua mỗi bên vậy. Dạ đúng rồi. Xong em nằm hoài, em nằm không ngủ được, em nằm hoài, em kêu sao không quay qua ôm mình hay làm hề mình tức ghê á, xong kêu đã thế hả, giận cho đến sáng luôn. Kiểu dạng vậy, giận qua tới ngày mai luôn. Cái tới nửa đêm quay qua thấy ủa sao tự nhiên chồng mình đẹp trai vậy? Kêu chứ, ủa sao chồng mình đẹp trai vậy? Không nghĩ chồng mình đẹp trai vậy luôn á. Cái thôi, quay qua ôm cái vậy. Hết giận luôn. Cái quay qua ôm cái thôi hết giận. Quay luôn. Dạ, nghĩa là tự bà giận xong rồi tự bà chiếm ngưỡng dung nhan ra. Cái tự bà hết giận. Dạ, đó. Nên là em mới kêu là nhiều khi hả, kêu là cứ chồng đẹp trai xíu cũng có cái lợi. Kêu là nhiều khi gây nhau hay sao á, nhìn đẹp trai đỡ bực mình. Còn ví dụ như mà cứ là kiểu xấu là bực, là giận là hoài luôn. Cái cặp trước nghe. Bây giờ phải hỏi qua Sơn đi, nãy giờ người ta bị ăn hiếp quá. Bây giờ hỏi qua Sơn đi. Bây giờ vợ sao? Đó kìa, đó, bây giờ tấn công kìa. Đó, xa tay nè, xây ra cám nè. Đó, cơ hội để cho em phản kèo đó Sơn. À, là kể về tật xấu của vợ luôn. Đúng rồi, nhiều các không em? Em chưa nhiều đồng ý những cái nhiều em còn nhiều không? Hay là không có thì qua luôn. Dạ, cũng đủ xài ạ. Đủ xài hả? Đợi nãy giờ rồi mới được nói. Đó. Thực ra thì thôi mình không nói điểm tốt nữa nhỉ. Đúng rồi. Vợ ấy là rất là bừa bộn. Cho nên là càm ràm. Đúng rồi. Thực ra thì tính của em thì trước kia khi mình còn nhỏ thì mình cũng chưa có cái cuộc sống sắp xếp làm sao cho nó gọn gàng sạch sẽ, nhưng mà khi mà mình lớn lên dần rồi từ Hà Nội chuyển vào Sài Gòn thì mình bắt đầu ở một mình trong một cái không gian mới ấy, thì em lại bắt đầu có tính là em thích sắp xếp nhà cửa cho nó gọn gàng. Thì cuộc sống mình cảm giác nó ngăn nắp hơn, và từ đó thì đến khi lấy vợ thì em cũng mang theo cái tính cách đấy vào. Và cùng với vợ thì lại khá là bừa bộn, và đó là cứ đâu là quăng đó. Còn em thì kể là em để cái gì ở đâu là chắc chắn em biết là em để ở đâu đó. Thì nhiều khi thì hai vợ chồng chồng không có thống nhất được cái tính đấy thì em hay em cầm làm thôi, đúng không, làm cảnh sát trưởng đấy ạ. Đó, vâng, bừa bộn rồi. Tiếp nữa đi em, tranh thủ mà kể đi. Đấy rồi lại việc mà tập luyện thể thao ấy. Thì từ không có chịu, đúng rồi, không có chịu giữ sức khỏe, lười tập thể thao thể dục.
cũng không hẳn là quá lười, nhưng mà cũng lười ở một cái mức độ mà cần phải có người là đẩy đi thì mới đi được. Đó, cho nên là em buộc lòng phải áp đặt cái đam mê của em cho vợ để giữ gìn sức khỏe cho vợ, đúng không? Vâng, đúng. Chị đang biện hộ cho em đó. Vâng, hai cái xấu của em là đã được biện hộ rồi đó. Bây giờ nè, anh hỏi nè, cô ấy là người làm về thời trang. Dạ. Vậy thì có bắt em phải ăn mặc thời trang theo cái gu của cô không? Có áp có. Đặt áp đặt gu của mình và gu của người khác. Không phải, không phải đâu chị. Nhưng mà kiểu như là em thì là một người rất là thích về thời trang. Thì em là hay thích ăn mặc kiểu cách kiểu này kiểu kia. Nhưng mà ngược lại anh thì là một người quá đơn giản luôn. Nhiều khi cái tủ quần áo của anh á, nguyên một loạt áo thun màu đen, nguyên một loạt áo thun màu xám, vậy thôi, mặc đi mặc loại rồi. Cái xong nhiều khi ra đường á, em kêu chứ trời, mặc ra đường vậy chắc người ta tưởng chắc quanh năm suốt tháng có bộ đồ mặc hoài á. Xong rồi hả, em cũng nói, em cũng chỉnh, em kêu là xong mặc áo sơ mi này kia cho đẹp. Kêu thôi, chồng nhiều mồ hôi lắm, chồng không thích mặc đâu, thích mặc áo thun vậy thôi à. Không nghe em. Xong rồi đến hồi kiểu nói chung là chắc là cũng chưa nghe ai nói. Xong rồi đến hồi mà có một đợt mà về nhà em, đợt đó là sinh nhật của ba em á. Xong rồi anh về nhà em chơi thì kiểu cũng kiểu dịp tiệc tùng vậy đó, cũng mặc đồ đơn giản kiểu vậy. Cái xong má em mới góp ý với em, bị nói dạ mới nói mới kêu là Sơn á, nó đẹp trai vậy mà nó biết ăn mặc á là nó đẹp lắm á. Lúc nào cũng mặc kiểu vậy, tại vì lúc nào cũng mặc cái màu xám hoặc là cái màu đen thì nhìn riết nó chán á chị. Dạ đúng rồi. Cái xong em về em nói, em kêu đó, mọi người chê vậy đó, nghe chưa, vợ nói thì không nghe. Nhưng mà bây giờ nghe chưa? Dạ. Ủa mà xí, mình đang nói xấu nhau mà em đang nói mà sao cổ nói? Thì đợi vậy mới nói đó. Rồi giờ tới em, rồi hiểu rồi. Bây giờ cải thiện cơ, cải thiện rồi đúng không? Rồi. Cũng, thực ra đấy thì đấy, em thấy là hai vợ chồng giống như là hai cái mảnh ghép. Cái người này thiếu cái này thì người kia lại bù đắp lại. Em thì sống thì nói chung mọi thứ khá là đơn giản, ăn mặc cũng rất là đơn giản, thì vợ em lại một người rất là yêu thời trang, nên là dần dần thì mưa dầm lâu. Đúng không? Rồi em bắt đầu thay đổi cái không nhưng mà thay đổi rồi. Vâng. Rồi sẵn đây em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? Đầu thiều đầu tiên ấy là phải uống nhiều nước vào. Một ngày là uống rất là ít nước. Đấy, chuyên gia về sức khỏe. Nghe chuyên gia về sức khỏe người ta nói uống nhiều nước rồi. Uống nhiều nước, ok. Nên vợ nên dành thời gian tập luyện thể dục đều đặn trong một tuần. Có thể là không nhiều lắm nhưng mà mình giữ một cái thói quen đó thì nó sẽ là một cuộc sống rất là lành mạnh. Tại vì hai vợ chồng luôn luôn muốn là sống với nhau đúng không? Luôn luôn khỏe mạnh đến cuối đời cơ mà. Đó, chẳng bây giờ chồng cứ khỏe mãi rồi đến cuối đời vợ lại không còn còn khỏe nữa thì lúc đấy làm sao mà vợ chồng mình có thể nắm tay nhau đi khắp thế gian được. Hay chưa? Hay. Rồi, bây giờ tới em. Em mong muốn chồng em thay đổi điều gì? Em thì em nói chung là chồng em thì em chỉ mong muốn chồng em là thay đổi, là nói chung chồng em là có một cái tính em không biết là gọi là ưu điểm hay khuyết điểm nữa, nhưng mà tính rất là thật thà và rất là tin người luôn chị. Mà rất là thương người, nhưng mà nhiều khi cái lòng tốt của anh á mà anh không có nhận ra bị người khác lợi dụng, tức là đặt nhiều khi đặt không đúng chỗ thì mình sẽ giống như mình bị lợi dụng. Đúng rồi, nên là kiểu giống như là có những lúc kiểu giống như làm được nhiều tiền á, cái đi ai khó khăn mang giúp hết, cái đến khi là lúc mà mình khó khăn mình cần á thì không ai giúp mình hết, lại thì lại không ấy. Là mình, em thì em kiểu em cũng nói, em kêu là tại sao không dành kiểu giống như là để dành tiết kiệm, ấy là phải lo, em muốn là kiểu phải lo cho tương lai, đúng rồi. Còn đằng này anh là kiểu anh có thấy ai khó khăn hay là sao là anh giúp hết, anh giúp anh mang giúp hết kiểu dạng vậy đó. Xong rồi em cũng nói, xong rồi thì kiểu cũng nghe, nhưng mà cũng không biết là có thay đổi không, tại vì cái đó cái tính rồi. Dạ. Tức là muốn anh sáng suốt hơn. Đó là cái điều em mong muốn, là anh phải tỉnh táo hơn với trong lại, cái việc đó, đúng không? Với lại phải kiểu giống như là suy nghĩ cho gia đình nhiều hơn, tại vì nhiều khi anh lại kiểu giúp đỡ nhưng mà lại giúp người ngoài nhiều quá, nhưng mà kiểu nhiều khi quên đi cái gọi là giống như tại đây nè, kế cận cũng đang cần, đúng không? Dạ đúng rồi, em là em muốn ví dụ như lo tốt cho gia đình đi đã, rồi mình hẳn lo cho đúng bên đó, ngoài đúng đó. Sao rồi nghe. Dạ. Mình thấy nó rất là hợp lý. Dạ, tại vì thật ra không phải là mình giúp người ta không phải là mình chỉ giúp bằng tiền hay là sao không, mình có thể giúp bằng nhiều cách. Nhưng mà các em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ tụi em chưa ạ. Chưa đúng không? Tại vì sau này còn có em bé nữa. Dạ. Đúng rồi. Rất là nhiều thứ phải lo. Dạ. Thôi giờ chị thấy vậy nè. Dạ. Chị thấy vậy nè, cái mong muốn của Sơn đối với em cũng hoàn toàn chính xác luôn. Dạ. Chắc chị cũng phải nghe lời, uống nước nhiều nè, chịu khó tập thể dục thể thao. Dạ. Đó là chị nghe lời em chuyên gia về sức khỏe luôn nha. Dạ. Sơn nha. Rồi nhưng cái việc của vợ em góp ý em chị thấy hoàn toàn chính xác.
Dạ, thực sự mà nói hoàn toàn chính xác luôn đó Sơn. Nghe lời vợ chồng sẽ rồi. Cảm ơn Lan đã đến với chương trình Vợ Chồng Son.